chào kính chào quý vị của trên kênh SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với nội Dũng. thưa quý vị hôm nay có một cái chuyện là cũng gọi là lùm xùm xảy ra cộng đồng Việt Nam bên Houston Texas nơi có cộng đồng người Việt lớn thứ nhì ở hải ngoại lớn nhiều lớn nhất là ở Little Sài Gòn ở Orange County lớn thứ nhì là Houston mà Houston nó có đường Bel Air, ngay trung tâm nó giống như đường Bownshaw tại Westminster Bên phía Tân đường, đường là nơi mà có nhiều người Việt Nam cư ngụ đó Doanh nghiệp Việt Nam đó Mà hôm nay tôi nói cái chuyện này nó đang gây tranh cãi vô cùng lớn trong cộng đồng người Việt ở đó Mà có lẽ là cộng đồng khác nơi khác Mà nó lại liên quan đến cái chuyện mà có một số vị không nghe Là liên quan đến cái đầu gối của ông Derek Chauvin Lại cái đầu gối nữa Lại cái đầu gối nữa đầu gối đó đã đè vào cổ ông lách ông 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 George Floyd vào ngày 25 tháng 5 mà nó tạo ra phong trào Black Lives Matter mà quý vị thấy hôm trước tôi có trình bày quý vị tổng thống nhiều lên tiếng mọi người nói. nói chung nó ảnh hưởng cả thế giới luôn à, à trước khi tiếp tục kể quý vị đó là hôm thứ sáu vừa rồi uh, Pháp đã phải trao trả mấy chục cái đầu lâu mà ngày xưa họ đi qua họ 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 gọi là gì xâm lăng Algeria đó, họ chặt đầu ta họ đem về để bảo tàng nó phải đem trả cũng vì cái trong phong trào Black Lives Matter này cũng vì cái đầu gối của Nashville thế bây giờ chuyện này nó ảnh hưởng như nào à đến cộng đồng việt nam bắt đầu đi vào cộng đồng việt nam thì chứng ngày qua quý vị nghe nhiều chuyện như tuần trước tôi kể cái, cái chuyện một cái bà mà cái tiệm nail ở trên ca sân nó viết là ông jock Floyd là là corona và rớt gây tranh cãi rất là biểu tình bây giờ houston nó có một người việt nam dựng cái bảng black lives matter chứ quý vị coi <laughs> à, trên đường Bèo Le với đường Bùn ngay góc đường Bèo Le đường Bùn là lại để dưới hàng chữ nữa ngưng kỳ thị chủng tộc xin xin bắt bắt cho coi lại cái hình này đấy ngưng kỳ thị chủng tộc stop racism đó. bảng màu vàng chữ đỏ các bạn biết màu vàng chữ đỏ là gì rồi gì à, thấy chưa mà cái người mà đưa cái bảng này lên là một người Việt Nam đó, một người Việt Nam đây đó ông này chắc quý vị ở Houston quý vị biết ông này bán ông này tên là Lê Hoàng Nguyên và ông bán bảo hiểm cho hãng Farmers Insurance ở tại Houston thấy không ông để hàng chữ đó à, việc chuyện đó là sao thì tôi coi qua cái đài Việt TV họ phỏng vấn một số người thì chuyện nó như thế này tức là ông này ông 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 muốn cái bảng này để quảng cáo cho bảo hiểm nhưng mà gần đây ông gỡ bảo hiểm ông gắn cái bảng này lên cái bảng này nằm trong đất của một người khác rồi người đó mới bán cho một công ty bảo hiểm, à, một công ty quảng cáo, rồi công ty quảng cáo đó mới bán quảng cáo cho cái ông nguyên này, giờ ông nguyên nó mua ông đẻ lên, hay gây tranh cãi quá trời luôn. người thì nói thế này, người thì nói thế kia, người thì bảo là chúng tôi ủng hộ, à, chúng tôi phản đối chuyện biểu tình, hiểu không? nhưng mà cái Black Lives Matter này, à, chúng tôi phản đối cái chuyện mà gọi là gì, à, đập phá hôi của, hiểu không? chúng tôi phản đối cái chuyện mà người da đen bị ăn hiếp. Nhưng mà có nhiều người biểu tình quậy phá quá này kia lùm la hết Thành ra chúng tôi cũng không thích lắm mà nhiều khi để cái bảng này vô đó Nó gây tranh cãi tưởng đâu là cộng đồng Việt Nam ủng hộ người da đen đó, Bởi vì có người da đen đi quậy phá đó ví dụ tôi coi tôi thấy ông 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 ông, ông gì ông đồng ý sĩ nhất quyền đó ông nói nè đây là một tấm bảng muốn nói là người Việt Nam chúng ta kỳ thị người da màu và điều đó hoàn toàn sai ông này treo bảng đấy ông nhất nguyên mà là bảo là ý nói là người Việt Nam kỳ thị thì không biết chỗ nào tức là ý ông Nhất Nguyên ông nói như thế này nè khi mà để cái bảng này trong cộng đồng người Việt Nam ngưng kỳ thị chủng tộc là ý nói là người Việt Nam kỳ thị chủng tộc ừ. có kỳ thị không chúng ta biết <laughs> có kỳ thị không tự chúng ta biết quý vị nhớ cái tiệm nào bữa tôi kể rồi gì ở trên ca sành California đó tức là ông Nhất Nguyên ông nói như thế này khi mà để như vậy là ý nói là người Việt Nam kỳ thị cho nên phải ngưng kêu ngưng kỳ thị đó. Rồi ông nói là <laughs> Điều thứ hai nữa là khi mà để tấm bảng này đó Thấy không Thì để cho người da màu thấy là chúng ta đồng hành với họ Và không quậy phá là điều này càng sai nữa Đó Có nghĩa là gì Tức là ý ông Nhất Nguyên nói về Để cái này có nghĩa là nói là cộng đồng Việt Nam kỳ thị cho nên mới ngưng kỳ thị Mà nếu và ý thứ hai là để như vậy Có nghĩa là chúng ta đồng hành với cái người da đen Mà người da đen thì bị người ta chê là đi quậy phá là càng sai luôn hai cái đều sai nó phản đối cái bảng này đó còn ông bạn tôi tôi có ông bạn thì là ông trịnh du cũng bên đó thì ông nói này là, là ông bảo cái người trả tiền cho quảng cáo là ông lê hoàng nguyên đó thì ông nói là ông có gọi điện thoại đến cái ông uh, nguyên này ông nguyên uh, cầm điện thoại nhưng mà không giải dạ nhời đó. thì ông trịnh du ông 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 ông, ông cũng uh, không có nói rõ là ông phản đối hay là không phản đối cái chuyện này, thấy không nhưng mà nói chung là ông bảo là ông, ông cũng không hài lòng cái chuyện mà mà để các bạn đây. Còn một người đó là ông Trần Chí Hoàng thì nói là uh, cộng đồng Việt Nam có một bên ủng hộ có một bên không ủng hộ. Đó À, ông 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 uh, vâng đúng rồi, bên ủng hộ bên không ủng hộ. Còn ông Hòa Thượng thích huyền Việt thì nói rằng là tấm bảng muốn nói lên cái sự không kỳ thị và điều đó là rất tốt. Nhưng mà trong nhiều tuần lễ qua ai cũng biết câu chuyện là George Floyd bị cảnh sát đè lên cổ rồi nghĩa là thôi chúng ta nhìn chúng ta thấy khó chịu đừng nói đến sự đau đớn nên không nên chê bai chỉ trích mà nên nhìn phù hợp với luật pháp là ông ông hòa thượng ông chỉ nói đơn giản nhưng mà phản ứng của ông lê hoàng nguyên như thế nào à cái ông này đó thì tôi có coi trên facebook của ông à, ông nói như thế này nè sở dĩ ông ông bắt đầu ông ông không nói là ông dựng cái này không ông chỉ nói là người da đen hy sinh rất nhiều để nước mỹ thông qua luật chân quyền năm hạ một nghìn chín trăm sáu mươi bốn rồi sau đó dẫn đến luật di dân của năm 1965. Nhờ vậy người Việt Nam chúng ta mới được nhập cư vào Hoa Kỳ và trở thành người Mỹ trong thập niên 70. Nếu không có những người da đen đổ máu mất mạng vì các đạo luật đó thì người Việt Nam đâu có như ngày hôm nay. Vì vậy tôi xin quý vị nên suy nghĩ và thông cảm với họ rồi cái phản ứng dữ quá thì xin bác thật cho coi cái hình số 2 hôm ngày 2 tháng 7 vừa rồi ông ông lên Facebook ông viết à đây ông để cái bảng này ông nói là Black Lives Matter và Human Rights for Việt Nam thì ông mới viết như thế này tôi không bắt ép quý vị phải vừa ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam và vừa ủng hộ cho Black Lives Matter tôi chỉ muốn chỉ trích những con người đạo đức giả trong cộng đồng gốc Việt vì họ ủng hộ nhân quyền Việt Nam nhưng lại muốn tôi tháo bảng quảng cáo xuống hay là muốn tôi đổi thành online Matter tôi hoàn toàn ủng hộ phong trào black lives matter để chấm dứt kỳ thị chủng tộc và thiếu công lý đó là cái chuyện gây tranh cãi ở bên Houston trong những ngày qua thì thưa quý vị uh, chắc quý vị cũng biết rồi uh, tôi thấy trong cộng đồng Việt Nam là tôi nhìn cũng có nhiều người làm kỳ thị da đen ghê lắm hôm bữa tôi kể quý cái, cái chuyện mà 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 mà, mà cái bà hạnh phan tiệm nào ca rồi một bà trên oregon nữa nói tầm bậy tầm là bạ làm sao mà bây giờ phải xin lỗi tùm lum tùm la hết và nếu quý vị vào trang mạng xã hội quý vị sẽ thấy rất nhiều người việt nam viết thậm chí người ta còn gọi ông tổng thống barack obama là mọi đen thằng mọi nữa. có người viết như vậy đừng có nói là ông đỗ dũng nói sai nha tự quý vị biết quý vị hỏi đi tôi nói là có thiệt đó mà tôi nhìn thấy nhiều mà tôi không muốn nói đến đây thôi là có nhiều người tôi chỉ nói vậy là quý vị biết rồi nhiều người Việt Nam mình bởi vì núp lùm cái cái trong nước họ là núp lùm có nghĩa là lên Facebook ờ, có người thì để tên thiệt của mình có người thì lấy một cái tên khác hoặc là thậm chí là viết vào những cái diễn đàn ở trên trang mạng xã hội đâu ai biết mình ai tạo đích giả ví dụ ông Đỗ Dũng viết vào ông Đỗ Dũng tạo ra là ông Đỗ Mười hay là ông Đỗ Sơn Đỗ gì đó Đỗ Đậu gì đó đại khái vậy viết vô đâu ai biết ông Đỗ Dũng viết đâu đúng không phải tha hồ muốn viết thì viết. nhưng mà bày tỏ lúc đó họ bày tỏ quan điểm thật bởi vì á có nhiều người kỳ thị người mỹ đen nhưng mà không dám cho người ta biết là mình kỳ thị cho nên núp lùm ở trong những cái diễn đàn dùng nick nick giả nick ảo bắt đầu mới viết ra lúc đó mới thể hiện cái gọi là quan điểm thật sự của mình nhưng mà không muốn cho người khác biết bởi biết thì bị chửi <laughs> nó có cái chuyện này thành ra khi đưa cái bảng này lên ở trên ở Houston á nó gây tranh cãi ghê lắm tất nhiên có những người họ ủng hộ cái phong trào này nhưng mà họ không dám nói ra bởi nói ra cũng có thể bị chửi quý vị thấy không rõ ràng cộng đồng Việt Nam có hai phe tôi nói thẳng rồi mà cái ông Nguyên này đó thì ông chịu chơi ờ, ông dám đăng này lên ờ, ông cũng chịu chơi chứ mà không tôi biết có nhiều người ngầm ủng hộ ông này nhưng mà ông không dám nói nói ra sợ ảnh hưởng doanh nghiệp mình Hay sợ ảnh hưởng tên tuổi của mình hay là sợ cái này cái nói ít có người nào tôi không tôi không có chứng kiến về cái chuyện ông Nguyên này làm đúng hay sai và như ông nhất nguyên hay là ông trịnh du hay là những người khác nói đều là những người quen của tôi đó tôi không có phản đối hay đồng ý gì cả nhưng mà tôi phải công nhận là những vị này can đảm họ dám nói lên quan điểm của mình công khai còn đại đa số là không dám nói khi nói như nào thôi cái này nhạy cảm quá này nhạy cảm quá thôi thôi anh đừng hỏi tôi thôi anh đừng hỏi tôi rồi tôi làm phóng viên lâu năm tôi biết đấy, nhiều người nó nói ngon ngon độ đấy. À này bác bác tao biết tên này, không muốn thôi, thôi, thôi thôi đừng đưa tôi lên báo. Đó 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 đó. Nhưng mà ông Đông Minh Sĩ Nhất Nguyên, ông Trịnh Du hay cái ông gì trong đây đó đại khái hay ông thích quyền Việt hay là cả ông 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 cái ông Nguyên là bán insurance luôn đó. Là những người can đảm, họ dám nói lên cái tiếng nói của họ. Họ không sợ. Cái đó là cái điều đáng quý. Và cái đó là cái điều mà nhiều người Việt Nam chúng ta chưa dám làm. Mặc dù chúng ta dám bỏ mạng bỏ của cải để đi đi đến cái nơi để mà đạt được cái đó nhưng mà chúng ta không dám ta núp lùm <laughs> tôi, tôi tôi không có chê mà tôi nói cái chuyện đó có thật thì cái đó là cái chuyện ở bên Houston vui kể, kể cho quý vị còn một chuyện nữa cũng vui lắm xảy ra ở vùng Rio Sài Gòn chúng tôi đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị xin quý vị đừng rời màn hình SCT chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi xin trình bày quý vị một câu chuyện sau đây quý vị nghe chắc quý vị cũng té ngửa. Phải nói là té ngửa. Không thể nào ngờ được. Tôi ở đây cũng gần 30 năm mà chưa giờ tôi nghe hết. Mà nó xảy ra ngay vùng Lý Đồ Sài Gòn chúng tôi đây. Đó là hôm thứ Năm vừa rồi. Có khoảng gần 100 y tá của bệnh viện Phạm Valley đã biểu tình và mở cuộc họp báo tố cáo bệnh viện phòng vào đây ba điều điều thứ nhất là tố cáo này nha họ nói rằng bệnh viện không xét nghiệm covid 19 cho y tá chuyện thứ hai là bệnh viện để họ bắt buộc họ phải tái sử dụng các dụng cụ y tế điểm thứ ba là bệnh viện để cho bệnh nhân bị covid 19 và không covid 19 ở chung một khu vực đó là bà cái tố cáo của các y tá ở đây. thì cái cuộc họp báo đó tôi có đi dự uh, và do cái tổ chức gọi là National Union of Healthcare Workers uh, viết tắt là NUSW uh, họ đại diện cho khoảng 15.000 uh, y tá ở nước Mỹ trong đó có 600 người làm việc ở tại bệnh viện Farm Valley, uh, bệnh viện Farm Valley. Thì trước khi đi vào cái chuyện này Thì tôi phải kể quý vị bệnh viện phòng vào đây là gì đây Quý vị thấy không? Người ta ra học báo, người ta tố cáo ghê lắm Đó. Bệnh viện Farm Valley là bệnh viện nằm ngay góc đường Warner và đường Euclid Coi như là ngay vùng Rio Sài Gòn Nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại Thì quý vị có thể đoán ra được cái gì rồi đây? đây là bệnh viện mà tôi có thể nói theo quan sát của tôi là Có nhiều bệnh nhân gốc Việt nhất hải ngoại bởi vì nằm trong cái vùng có nhiều người Việt chất hải ngoại thì nó phải là bệnh viện có đông người bệnh nhân người Việt chất hải ngoại đúng ạ ở đây nó nhiều bệnh viện lắm mà nào là Farm Valley nè Ganro nè San Jose nè Orange Coast Memorial này, nhưng mà nó xa Ganro thì nhỏ hơn bệnh viện Ganro cũng ngay vùng Rio Sài Gòn của chúng tôi nhưng mà nó nhỏ lắm Cả cách đài SCT này chỉ có một hai block đường nhưng mà Farm Valley thì nổi tiếng là bởi vì sao hầu hết những đứa trẻ Việt Nam, những người Việt Nam nào mà sinh ra ở tại Orange County mà năm nay mà dưới 50 tuổi, tức là dưới 45 tuổi, chính xác là dưới 45 tuổi quý vị. Phần lớn đều chào đời, đều khóc oe oe ở đây. Trên mình quý vị là cô Director Hoàng Nguyễn là cái nghị viên Ganro bây giờ là ứng cử viên của dân biểu tiểu bang địa hạt 72 hai có kể với tôi cơ. tôi đẻ hai đứa con tôi ở đây này điều đó quý vị đủ thấy như thế nào rồi thấy không mà bệnh viện này quý vị nào vùng lý hồ quý vị biết vô ra y tá Việt Nam cũng nhiều này bác sĩ Việt Nam cũng nhiều này nói chung là bệnh nhân vô đây no English no English vẫn vô nằm được đó nghĩa là vô nói tiếng Việt thoải mái ngay cả những cái thực đơn rồi những hướng dẫn gì cũng toàn có tiếng Việt hết đó. và trong đó đó còn có bắt cả đài SBTN nữa cho bà con coi mà trong thực đơn còn có thở nữa quý vị có thấy bệnh viện nào mà ở nước Mỹ thì trong thực đơn có thở không đúng không ở đây có họ là đủ biết là Việt Nam nhiều như thế nào, nhưng mà tại sao lại để xảy ra chuyện này, à, Nó quan trọng cái chỗ là nó ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Tuần trước đó tôi có kể với anh em cái chuyện mà cái ông uh, Sean Steele mà chồng của bà Michelle Steele mà chủ tịch Hội đồng Giám sát ty đó, bị cái tờ báo One Seasonal họ khui ra là dẫn người Trung Quốc vô mà tiếp cận với Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump đó. Ờ, định là kêu Mỹ là kêu ông Trump bỏ lơ biển Đông với Trung Quốc đó nhớ. Chứ bây giờ chúng ta thấy tới thấy tới cả cái chuyện này. Tại sao một bệnh viện có nhiều người Việt Nam như thế mà lại để xảy ra chuyện này? Đây là lời tố cáo của các uh, uh, y tá. Thì trước khi kể qua chuyện đó đó, thì cũng ngày thứ năm rồi chúng tôi cũng nhận được một cái thông cáo báo chí của cái tổ, cái công ty cái tổ hợp y tế gọi là Tenet Healthcare là làm chủ cái bệnh viện ở uh, Valley này họ nói như này. Uh, an toàn của bệnh nhân và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện Farm Valley. Công việc của chúng tôi luôn bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên trong lúc có đại dịch Covid-19 và phù hợp với hướng dẫn của Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật tức là CDC và Bộ Y tế của California. Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nghiệp đoàn khác nhau đại diện cho nhân viên của chúng tôi và chúng tôi làm việc này công khai và phù hợp với quy định. Đó là bên Telnet, Healthcare họ nói là coi như chúng tôi không có lỗi gì cả. Nhưng mà các y tá này họ nói cái gì? À, Bây giờ họ kể ra này Họ nói rằng là họ đi làm mà họ không được xét nghiệm Covid-19 Và tôi nghe những người hôm đó ở đó họ tố cáo là, là cái tổ hợp này họ chỉ biết có tiền tiền và tiền này Tại sao cần phải xét nghiệm y tá Họ bảo là nếu bây giờ chúng tôi đi làm mà chúng tôi không được xét nghiệm Thì nếu những người khác bị lây chúng tôi sao tôi biết Bây giờ đồng nghiệp chúng tôi bị không ai biết và tôi gặp một người Việt Nam tên là Sơn Phạm làm xoay nó bảo là anh biết không Bây giờ tôi không dám vô cà phê teria luôn Tôi không biết ai là bị bệnh trong đó Không biết đồng nghiệp tôi ai bị bệnh Thành ra là nguy hiểm Rồi bây giờ nếu tôi dính Về nhà nó dính cho vợ con tôi Rồi dính cộng đồng thì sao Đó Rồi một người họ kể nữa là gì Vì bệnh viện không đủ giường Bệnh nhân vô nhiều quá Để bệnh nhân mà gọi là không có Covid Ở trong bệnh nhân Covid Và rồi khi bệnh nhân vô đó Cũng không có test Covid-19 luôn Bởi vì đúng theo quy định đó là Tất cả bệnh nhân vô phải test không có Covid-19 hay không để vô nếu mà có Covid-19 là vô chữa liền, chăm sóc đặc biệt hơn. Đây không có test như vậy, thành ra họ vô nằm họ không được chăm sóc kỹ. Thành ra nếu mà họ bị Covid-19 họ sẽ bị lây lan mà có thể họ bị chết luôn. Trường hợp thứ ba là họ kể là gì? Cái mask N95 nó một ngày chỉ được xài có một cái Tức là đúng ra gặp một bệnh nhân này xong qua gặp một bệnh nhân khác hoặc từ phòng này có một khác phải đổi cái khác. Y tá họ nói họ chỉ được có một cái một ngày Rồi cái độ bộ đồ mà PPE đó, PPE mà mặc đó, rồi họ phải tự sát trùng rồi mà họ nói là tự sát trùng rồi nộp vô rồi người khác sát trùng kỹ người khác xác, người kia không sát trùng rồi người này sát trùng là sẽ biết được mặt lấy đó là những cái họ phản ảnh như vậy thì không biết thực hư như thế nào nhưng mà khi mà họ tố cáo vậy thì tôi nghĩ nó có phải có một phần nào đó sẽ và tôi có hỏi họ là thế tại sao quý vị có đưa cái này lên với lãnh đạo bệnh viện họ nói, chúng tôi viết thư lên nhiều lần mà họ không nói gì cả họ không làm gì cả thành ra trong cuộc họp báo vừa rồi cái nghiệp đoàn họ đòi hỏi như thế này Thứ nhất phải xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho tất cả nhân viên Thứ hai là phải xét nghiệm Covid-19 tất cả bệnh nhân nhập viện Và trong lúc chờ kết quả Họ phải được coi là đã nhiễm virus Covid-19 để có nhân viên chăm sóc tận tình Điểm thứ ba là phải cung cấp khẩu trang tấm chắn và PPE cho tất cả nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân và thứ tư là phải cách ly xét nghiệm và cho nghỉ phép có lương đối với tất cả nhân viên có thể bị dương tính COVID-19. Đó là cái đòi hỏi của họ thì đó là câu chuyện đáng chú trong cộng đồng chúng tôi trong tuần vừa qua quý vị thử tưởng tượng một cái bệnh viện nhiều người Việt nam vô như vậy mà nếu những tố cao là đúng thì thưa quý vị ghê quá ghê quá thì đó là những tin đáng chú trong tuần gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau